Với mong muốn thúc đẩy nhu cầu du lịch bằng máy bay, qua đó góp phần phát triển mạnh ngành du lịch giữa hai nước Việt Nam, Hàn Quốc, vừa qua, hãng hàng không Jeju Air đã tổ chức buổi họp báo ra mắt văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh. Thành lập vào năm 2005, Jeju Air là hãng hàng không nội địa Hàn Quốc khai thác nhiều đường bay nhất tại Việt Nam. Những chặng bay của hãng hàng không Jeju Air tại Việt Nam đã phát triển thành đường bay thông dụng nhất, đứng thứ ba sau Nhật Bản và Trung Quốc. Hiện Jeju Air có 6 chặng bay chính hoạt động tại 4 thành phố lớn, bao gồm Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng và Nha Trang. Đặc biệt, vào ngày 22 tháng 12 sắp tới, đường bay Daegu – Đà Nẵng sẽ được khai thác tại sân bay quốc tế Daegu, sẽ tăng cường và tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch di chuyển từ Việt Nam tới Hàn Quốc và ngược lại. Được biết, đến thời điểm hiện tại, Jeju Air đã có 38 máy bay Boeing 737-800NG được chứng nhận an toàn và hiệu quả. Cùng với việc mở rộng các chặng bay tại Việt Nam, đã có thêm nhiều những chuyến bay được khai thác, đến hơn 50 chuyến bay mỗi tuần với 6 đường bay. Tính đến tháng 10 năm 2018, Jeju Air đã chuyên chở 720.000 lượt khách từ nhiều vùng tại Hàn Quốc như Incheon, Busan, Muan tới những thành phố chính ở Việt Nam như Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, Nha Trang.